Đầu tiên tôi sẽ thôi miên cho cháu này, biến mất hết quần áo. Mà này mới hay thế này. Thằng em ơi, có đồng ý tôi thôi miên cho bạn này biến mất hết quần áo không? Có đồng ý thật không? Thử giơ tay xem có phải không? Ôi trời ơi, các bạn đồng ý tôi thôi miên bạn này biến mất hết quần áo. À. Này, các em ở chỗ này nhá. Khi nào tôi thôi miên cái quần của bạn này bay xuống đây, cháu nào nhặt được là phải giữ giữ thật chặt nhá. Bao giờ tôi đổ giả mới được giả nhá. Đây, hôm nay đi xem mặt mấy quần. Con đồng ý tôi thôi miên biến mất quần không? Mặc một quần không đồng ý. Đúng rồi, mặc một quần này biến một cái mất tiêu cái là trần như nhộng. Thôi thôi, bây giờ không làm, nếu mặc một quần làm bộ môn khác hay hơn nhá. Rồi đứng vào đây, bạn gái đứng ở đây đó, chú bảo sao làm vậy nhá, cầm tay vào nhau à. Nghe đây, cháu này hôm nay sẽ đóng thành công chúa, còn bạn này sẽ đóng là thạch xanh đó, nghe chưa? Nào bây giờ tôi bảo sao làm vậy nhá, nhắm mắt lại không được tí hí mắt lên, nào giơ tay cao lên cứng người ra như một khu gỗ, nhắm mắt lại không được tí hí mắt lên. Đây là một câu chuyện ngủ ngon ngày xưa, thạch xanh đánh nhau với chân phân để cứu làng công chúa. Vâng, với sự dũng cảm của chàng thạch xanh hôm nay sẽ thể hiện cứu làng công chúa. Đây là một câu chuyện ngày xưa, thầy tranh đánh tranh tranh cứu hoàng công chúa. Hai cháu có mặt ở đây là thể hiện cho một câu chuyện ngủ ngon ngày xưa. Các em ơi, các bạn ơi, có mấy ảnh điện thoại quay và chụp ảnh đây. Wow, wow. Ngày xưa thạch xanh không sợ nhá, đã có chàng thạch xanh rồi. Wow. Đó. Vô cao đi. Không sợ đâu. Hôm nay các cháu sẽ được quay vào chụp ảnh ngày mai ra lớp. Nhiều người sẽ ngưỡng mộ hai cháu rất hay nào. Wow. Bây giờ chú bảo ơi, thạch xanh ơi, hãy để tay về ra và ôm con chân nhẹ nhàng không sao cả, để cứu làm công chúa. Không sợ nhá, không sợ nhá. Nào thạch xanh quay lại đây. Nào ôm đi. Đấy. Đó, hai cháu rất hay nhá. Nào. Đó. Rồi, ôm đi, cứ ôm không sao, cứ ôm vào cứu đi. Nào, lôi ra, lôi để cứu, không sợ đâu. Đó, đúng rồi. Lôi đây để cứu là công chúa, không sợ, không sợ, không sợ. Lúa, không sợ, ôm đi, ôm đi, ôm đi. Nào, lôi ra để cứu là công chúa, lôi nó ra. Khỏe vào, lôi. Ôm đi,
đâu đi đó. Ô Bảo đúng rồi, quay ra đấy mấy khi đấy. Xin chào mọi người cho chàng thanh tranh nào. Thanh tranh thanh sơ ơi, ngày mai bài sao nổi tiếng ở lớp đây, nổi tiếng ở lớp đây đó. Thanh ơi, nào đưa ra đấy cho thanh tranh ra ngoài. Vâng, câu chuyện vụ môn Thạch Xanh đánh nhau với Trang Tinh để cứu làng công chúa. Vâng, đã xong. Xin quý vị khán giả cổ vũ cho hai bạn trẻ một tràng pháo vỗ tay thật là nhiệt nào. Nào, dắt công chúa về dinh. Nhanh lên, dắt công chúa về.